mọi người, Bethany vừa cho ra là một website bethany.edu.vn và đây sẽ là một trang web cung cấp về khóa học của Bethany, trong đó có những khóa học sẽ miễn phí và sẽ có những khóa học là tính phí. Và những khóa học tính phí sẽ có những giá trị rất là nổi bật và những cái này sẽ không có trên YouTube nhé. Rồi tiếp theo ở trên cái trang bethany.edu.vn mọi người sẽ được cập nhật về những blog, những tin tức về Facebook cũng như là TikTok và Google tất tần tật. Và đây là trang web mà bên mình đã thử nghiệm và demo rất là kỹ lưỡng, rất mong mọi người ủng hộ. Hello, xin chào các bạn đến với Bethany Marketing. Gần đây có nhiều bạn hỏi về cách đá thẻ, cái cách bùng và rất nhiều các bạn quan tâm đến vấn đề bùng. Thì hôm nay video này mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà các bạn có thể bùng được trong thời điểm hiện tại, nó có thay đổi gì hay không. Rồi, thật ra video đó nói về bùng thì nó sẽ phù hợp đối với các bạn làm agency hoặc là các bạn chạy quảng cáo mà có nhu cầu muốn bùng ha. Còn các bạn mà xây thương hiệu này kia thì tốt nhất các bạn đừng nên bùng để tránh việc ảnh hưởng đến thương hiệu của bạn. Rồi, quay lại vấn đề bùng thì chúng ta có cách là đá thẻ, có cách là đá thẻ để bùng. Thì đá thẻ có bao nhiêu cách để đá thẻ? Thì trước đây ở những video trước ở bên kênh Bethany hoặc là ở kênh Thủ Thuật Đẹp đều có chia sẻ là đá thẻ thì hiện tại sẽ có hai cái cách đá thẻ, là thứ nhất là đá thẻ bằng đầu pin, thứ hai là đá thẻ bằng link hack kịch. Rồi, về đá thẻ bằng đầu pin á thì hiện tại rất nhiều bạn đang hỏi về đầu pin và hàng ngày mình nhận nhiều tin nhắn hỏi về đầu pin. Tuy nhiên là vấn đề đầu pin thì hiện tại Facebook đang fix khoảng gần một năm nay rồi, và đầu pin thì hiện tại bên mình đang tạm ngừng bán nên là chưa có bán lại ha. Khi nào bán lại thì bên mình sẽ thông báo, tại vì phải đợi Facebook nó nhả ra bớt mà mình đá thẻ được bằng đầu pin thì bên mình sẽ bán lại thôi. Và hiện tại cái cách áp dụng mà bên mình thường áp dụng nhất đó là cách đá thẻ bằng link kịch. Đây là một cái tính năng của Facebook luôn. Rồi, và gần đây tính năng này nó có một số sự thay đổi. Và những sự thay đổi này nó ảnh hưởng đến việc mà các bạn sẽ không thể đá thẻ được đối với những cái tài khoản mà các bạn lock đăng nhập ra vô thường xuyên. Rồi, thì lỗi nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để fix cái lỗi đó. Rồi, thì hiện tại như ở đây mình sẽ có một công viên ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào phát kịch để mình đá thẻ cái công viên này. Rồi, các bạn chỉ cần vào facebook.com phát kịch thì sẽ có cái bảng thông báo hiển thị ra. Bạn chọn vào dòng số 2 và tiến hành quét. Rồi sau khi quét xong thì ở đây nó sẽ hiển thị một cái bảng thì thông báo là những tính năng mà bạn cần được bảo vệ như là mật khẩu, email, phương thức thanh toán và những người bạn theo dõi. Rồi ok, thì ở đây mình sẽ tiến hành bấm tiếp tục để mình đổi mật khẩu ha. Rồi khi các bạn tiến hành đổi mật khẩu thì vấn đề cái cập nhật mới của Facebook thì vấn đề nó nằm ở đây. Là khi các bạn đổi mật khẩu thì nó sẽ thông báo là hiện tại không thể thực hiện được thay đổi này, nguyên nhân là do chúng tôi nhận thấy thiết bị này không thường hay dùng. Tức là giải thích đó là do là tài khoản này các bạn đăng nhập thường xuyên trên cùng thiết bị thì nó sẽ không có được tin cậy, thiết bị này không được tin cậy thì dẫn đến là các bạn sẽ không thể nào đổi mật khẩu được và gần như cái việc mà đá thẻ của các bạn sẽ không được thực hiện. Rồi, vậy bây giờ làm sao để fix cái lỗi này? Thì bây giờ fix cái lỗi này nó sẽ có hai bước ha. Nó sẽ có hai bước và hai cái trường hợp xảy ra ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái trường hợp đầu tiên. Nếu như mà trường hợp các bạn vào đá thẻ hack nó bị cái lỗi này. Thì các bạn, cái cách đầu tiên các bạn thì các bạn sẽ tiến hành vào trong con via đó và các bạn đổi mật khẩu con via luôn. Đổi mật khẩu con via, các bạn vào Facebook nè. Rồi, vào trong cái cài đặt. Rồi vào mật khẩu bảo mật, rồi các bạn tiến hành đổi mật khẩu ở đây. Đổi mật khẩu ở đây thì các bạn nhập mật khẩu cũ nè, nhập mật khẩu mới nè. Rồi ok, ở đây nó thông báo tiếp ha. Để thông báo là hiện tại vẫn không thể thực hiện thay đổi này giống như cái thông báo ở trong link hack kịch. Rồi, thì ở đây á, trường hợp 1 là các bạn vào trong đổi mật khẩu và các bạn đổi mật khẩu thành công được. Đổi mật khẩu thành công thì thường á, là khi mà các bạn đổi mật khẩu nó sẽ gửi một cái mã về mail. Gửi một cái mã bảo mật về mail và từ cái mã bảo mật về mail đó các bạn nhập mã bảo mật là các bạn đổi mật khẩu thành công. Thì nếu như đổi mật khẩu thành công ở bước đó các bạn
vẫn tiến hành vào lên hack về bằng cái đồng đá đá bình thường. Tại vì khi mà các bạn đổi mật khẩu xong á, thì cái chỗ mà mật khẩu lúc đầu á, cái hồi nãy nó có dòng một, dòng một là mật khẩu, dòng hai là email, dòng ba là phương thức thanh toán á, thì cái dòng mật khẩu ở đây nó sẽ bị mất. Tại vì các bạn vừa đổi mật khẩu thành công thì nó sẽ không có yêu cầu các bạn đổi mật khẩu lần thứ hai tiếp nữa. Thì ở chỗ đó các bạn qua được cái bước đổi mật khẩu thì các bạn sẽ tiến hành đá thẻ được bình thường. Rồi, đó là trường hợp đầu tiên. Thì nếu như các bạn đá thẻ bằng cách đó được thì bạn có thể đá bằng cách đó, nó sẽ đơn giản hơn. Rồi, tuy nhiên đối với trường hợp này, đây là cái tài khoản thuộc loại thứ hai, thuộc trường hợp thứ hai, tức là các bạn vào đổi mật khẩu nó cũng không cho bạn đổi luôn. Thì cách tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành quên mật khẩu. Nếu mà các bạn đổi mật khẩu không được thì các bạn chỉ có cách là quên mật khẩu và các bạn tiến hành đá thẻ trong bước quên mật khẩu thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện trên công viên này luôn ha. Mình sẽ bấm vô quên mật khẩu. Thì khi quên mật khẩu nó sẽ gửi một cái mã về mail. Thì các bạn bấm gửi mã về mail. Thì bên mail các bạn sẽ nhận được một cái mã gọi là mã khôi phục. Rồi. Các bạn lấy mã khôi phục này các bạn nhập lại trong cái chỗ xác nhận mã. Rồi, các bạn sẽ nhận được một cái dòng để đổi mật khẩu mới. Thì ở đây các bạn sẽ tiến hành đổi mật khẩu mới. Rồi, lưu ý ha, chỗ này các bạn lưu ý ha. Đổi mật khẩu sau khi các bạn nhập đổi mật khẩu xong á thì các bạn phải tích vào cái ô này. Tích vào cái ô là độ mạnh mà tích vào cái ô là hãy đăng xuất tôi khỏi tất cả các thiết bị nè. Tại vì vấn đề ở đây á, theo mình tìm hiểu á là Facebook nó đang không tin cậy thiết bị của các bạn, dẫn đến là thiết bị của các bạn sẽ bị chặn cái phần đổi mật khẩu. Thì bây giờ mình sẽ tích vào cái ô mà là đăng xuất tất cả các thiết bị khác, tức là mình sẽ tự chứng minh mình là thiết bị tin cậy và những thiết bị khác không đáng tin cậy. Thì các bạn tích vào ô này để loại trừ hết tất cả thiết bị khác, thì bây giờ chỉ còn duy nhất một mình thiết bị của bạn là thiết bị tin cậy thôi. Rồi, các bạn bấm tiếp tục. Rồi, sau đó nó sẽ hỏi lại một lần nữa là khi mà các bạn đổi mật khẩu thành công, Facebook sẽ hỏi lại một lần nữa là sau khi đăng xuất thiết bị khác thì các bạn có cần phải kiểm tra những cái thay đổi gần đây hay không. Thì ở đây các bạn nên tích vào dòng số 1 nha. Dòng số 2 thì nếu mà duy trì đăng nhập thì nó lại quay lại cái bước trước. Các bạn phải đá hack thì nó sẽ mất thêm nhiều giai đoạn nữa. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn vào dòng số 1 ha, đăng xuất khỏi các thiết bị khác. Rồi. Thì ở đây nó sẽ tự nhảy qua cái link gọi là giống như cái link hack trình lúc nãy luôn. Rồi, các bạn bấm bắt đầu. Rồi, ok, nó sẽ hỏi về bảo mật tài khoản nè. Các bạn bấm tiếp tục. Thì ở đây á, cái phần đổi mật khẩu hack trình đầu tiên nó sẽ được bỏ qua. Nó bỏ qua phần họ đã mật khẩu đầu tiên và nó sẽ đi thẳng vào cái phần email luôn. Các bạn nhìn thấy trên màn hình nè, nó sẽ đi thẳng vào cái phần email luôn và không có qua cái phần đổi mật khẩu nữa. Như vậy là mình đã thông qua được cái vấn đề đổi mật khẩu rồi. Thì bây giờ mình sẽ, nếu mà các bạn có muốn xóa mail thì các bạn có thể xóa, còn nếu mà không xóa mail thì các bạn bỏ qua. Thì ở đây là cái dòng đây để đá thẻ nè, các bạn sẽ tích chọn vào đây, tích chọn một cái thẻ mà các bạn muốn đá và tiến hành xóa. Rồi, đã xóa thẻ xong rồi, thì khi xóa thẻ xong á thì các bạn sẽ vào trong trình quản lý quảng cáo này, các bạn xem lại chính xác lại, các bạn coi kỹ lại xem là cái thẻ của các bạn bị đá hay không. Rồi, tài khoản này hiện tại là đã được đá thẻ thành công rồi đó. Rồi, ok. Đó là cái cách đá thẻ hiện tại khi mà áp dụng liên hack này trong trường hợp các bạn bị cái vấn đề là thiết bị không đáng tin cậy. Rồi, và các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn đổi mật khẩu hoặc các bạn quên mật khẩu á, các bạn phải sẽ nhận được cái mail là có phải bạn vừa đặt mật khẩu hay không. Ha, các bạn sẽ nhận được cái mail trong Hotmail hoặc là trong Gmail nếu mà tài khoản các bạn xài Gmail. Rồi, buộc các bạn phải có được cái mail này các bạn mới đá hack kịp nó qua được phần mật khẩu nha. Nếu như mà cái mail này các bạn không nhận được, tức là cái vấn đề đổi mật khẩu của bạn có thành công á, nhưng mà nó chưa được xác nhận, theo mình đó là Facebook nó chưa có xác nhận, nó chưa có gửi mail xác nhận cho các bạn, thì vẫn có khả năng các bạn sẽ bị lại cái trường hợp là thiết bị không tin cậy nữa. Vì vậy
Nếu như mà các bạn đá thẻ thì các bạn phải check cái mail của các bạn lại, các bạn đổi mật khẩu, các bạn phải check mail lại xem là có các bạn có được đổi mật khẩu hay chưa. Nếu như mà đã đổi mật khẩu thành công thì các bạn cứ đá hack thì bình thường. Rồi đó là cái cách mà hiện tại bên mình đang áp dụng và đang đá thẻ gần như là tất cả những cái tài khoản của bên mình muốn đá thì vẫn có thể đá được bình thường, không cần biết là thiết bị có tin cậy hay không. Rồi ok, đó là cái cách đá thẻ của mình. Nếu như mà các bạn có cần những cái sự hỗ trợ nào, các bạn có thể comment ở phía bên dưới thì bên mình sẽ trực tiếp trả lời và hỗ trợ cho các bạn ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Nhớ bấm like và subscribe kênh để bên mình làm thêm nhiều video mới để hỗ trợ các bạn trong quá trình chạy quảng cáo Facebook cũng như các nền tảng khác ha. Ok, cảm ơn các bạn.